thì cách đây hơn một năm, quanh vùng cổ sau gáy của bé nổi nhiều cục nhỏ, sờ vào không thấy bé có cái gì. Tới hôm ông đau không đi khám mà lên một diễn đàn trên mạng tìm hiểu tại của bé. Đa số ý kiến thì được cho là bị quá lo xa, con cái họ đứa nào cũng bị lo. Ở rồi. Hết pin. Điều đi khám thì bác sĩ bảo là tốt. Hết pin rồi, hết đèn rồi ba. Bạn buồn ngủ rồi con.他要休息了，他想睡觉了呢。